Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đường sắt tiếp tục tung nhiều chương trình giảm giá vé cho hành khách, tăng cường kiểm soát xe khách dịp đầu năm. Ngành đường sắt tung nhiều chương trình giảm giá vé tàu, trong đó giảm sâu vé tập thể, vé khứ hồi. Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn áp dụng đoàn từ 10 đến 39 người khi mua vé trước ngày đi từ 1 đến 4 ngày sẽ được giảm 4%, khi mua trước từ 5 đến 19 ngày giảm 6%, khi mua trước từ 20 ngày trở lên giảm 9%. Tương tự, đoàn từ 40 đến 69 người, mức giảm khi mua vé trước nhiều ngày theo các khoảng thời gian trên lần lượt là 6%, 8% và 11%. Đoàn từ 70 đến 100 người, mức giảm lần lượt là 8%, 10% và 13%. Đoàn từ 101 người trở lên, mức giảm lần lượt là 10%, 12% và 15%. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, doanh nghiệp này sẽ giảm 12 đến 18% giá vé giường nằm tàu thống nhất SE19 chạy các ngày từ mùng 10, 11 tháng 2 năm 2020 và các tàu SE1, SE5, SE9 chạy từ ngày mùng 10 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2020. Giảm từ 7 đến 20% giá vé giường nằm tàu NA1, NA2 tuyến Hà Nội Vinh Hà Nội chạy từ ngày mùng 5 tháng 2 đến hết ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020. Vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 9 tháng 2. Ô tô 4 chỗ đang sang đường hướng về cổng khu du lịch thì bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao tông thẳng vào cánh cửa sau của ô tô. Cú đâm cực mạnh khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Vào trưa nay ngày 10 tháng 2, tại bản Suối Quốc, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách Kim Hải đấu đầu xe máy chở bà. Hậu quả, ba người trong một gia đình ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người lao động các địa phương trở lại nơi làm việc sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, do đó nhu cầu đi lại trên các phương tiện vận tải công cộng như xe khách rất cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp đầu năm, ngay từ những ngày sau Tết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng trên các tuyến đường, quốc lộ nhằm tuần tra kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm. Trên tuyến quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát Giao thông bố trí thường trực 3 tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng liên ngành như thanh tra giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng cho thiết bị kỹ thuật như máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, máy test ma túy để phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như xe chạy quá tốc độ, xe chở quá khách theo quy định, lái xe vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố xử lý chuyên đề vi phạm đậu đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại các ngã ba, ngã tư trọng điểm. Chúng tôi chủ động kiểm soát phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, cái đối tượng xe ô tô vận chuyển hành khách công cộng, các xe tuyến cố định, xe hợp đồng là một trong những đối tượng mà chúng tôi tập trung kiểm tra cao điểm để xử lý nghiêm các hành vi như chở quá khách, quá số lượng người quy định, các cái xe hợp đồng mà không đủ tuyến, đủ lốt và hợp đồng trá hình, những xe dù là lợi dụng cái hoạt động vận tải hành khách để chở quá số người quy định mà ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách. Do trong năm nay, lực lượng chức năng ra quân từ ngay mùng 2 Tết, tình trạng vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông giảm nhiều so với cùng kỳ những năm trước đây, nhất là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, tình trạng nhồi nhét khách cũng ít xảy ra. Tuy nhiên, thời điểm này đang là cao điểm của dịch bệnh liên quan đến virus corona. Người dân khi tham gia các phương tiện công cộng có đông người nên cẩn thận sử dụng các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.